xây dựng quân Nhật ở trong này vào khoảng năm 1900. What you driving? What you driving? Doing great. No. Doing great. No. Nó được xây dựng theo kiểu kiến trúc Pháp á. Thì cái công trình được xây dựng dưới thời ông Bảo Đại là theo kiểu kiến trúc Pháp á. Còn cái cửa này là cái cửa hậu để cho vua mà ra vào bí hành và sáng bóng. Người ta dường là bảo là vua đi chơi, vua trụ cửa đi chơi, là cửa này thì cửa hậu. Ngày xưa là trong 13 vị vua, có ông vua Minh Mạng là ông nổi tiếng là hơn 500 bà vợ và 142 người con. Bây giờ ở Huế có chắc ông mới thọ hai mấy tuổi đúng không? Dạ không, 49-50 tuổi. Như vậy là cũng là rất tốt, rất khỏe. Con của ông về sau đi đâu hết em? Dạ em không biết ạ. 130 người con thôi mà. 142. Nên bây giờ ở Huế, nhà mình từng nghe rồi Minh Mạng của Huế chứ. Đúng rồi. Dạ, rồi Minh Mạng, Minh Mạng. Bao nhiêu các thái y mới nghiên cứu được ra cái loại rượu ấy để cho ông ấy uống. Ngày xưa là các thái y là lúc mà về vương rồi là tiệc lộn bí quyết ấy. Là năm nên từ Minh Mạng tháng rất tốt cho cả nam và nữ và cả người lớn tuổi nữa. May mà ông ấy tráng chế cái rượu Minh Mạng hay không thì ông chỉ thọ hai mấy tuổi đấy. Dạ, rượu Minh Mạng đó. Người ta mua vào làm coi rất nhiều rượu Minh Mạng của Huế đấy. Đâu những ngày thử ngày xưa mấy ông như vậy là cũng thọ ông thọ đó đấy, bởi vậy không có rượu Tô Đức, không có rượu Khải Định, chỉ có rượu Minh Mạng. Mình đã nghe cái giai thoại là ông ấy tập hợp các thái y giỏi nhất nước và nghiên cứu một cái bài rượu để cho ông ấy thọ. Bây giờ có cái ông Tôn Đức Tung cháu con cháu của ông này bây giờ làm cái Minh Mạng tháng đấy. Chứ không có mấy cái tháng của mấy ông khác. Đây là cái gì đây em? Trong này gì? Là cái nhà hát. Nhà hát đầu tiên của Việt Nam. Trong này mình chỉ cần... Cái này do Pháp, Pháp xây dựng hay là ông vua nào xây dựng em? Không, dưới thờ vào năm 1826. Thời gian lỏng luôn ạ.